Xin chào các bạn, chào các bạn đến với kênh công ty đại lý thế của Bonaparte Việt Nam. Và như thường lệ, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài tập thu nhập cá nhân số 02. Và đầu tiên hãy cùng đi phân tích đề bài nhé. Đề bài cho là bà Hoa mang quốc tịch Việt Nam. Và người này mang quốc tịch Việt Nam thì nếu không có nguyên nhân thêm thì mình sẽ là cá nhân cư trú, phải không ạ? Vậy thì mình sẽ đánh cá nhân cư trú và tính theo thuế tiền lương tiền công theo bảng lũy tiến từng phần, đúng không ạ? Đây, đề bài cho là hãy tính thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ quà tặng của bà trong 2017 với các thông tin được cho dưới đây. Các khoản thu nhập này phát hành theo tháng này, được đều nhận đều trong tháng luôn này. Và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập chưa bao gồm thuế. Mọi người phải lưu ý thật rõ chỗ chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân này. Có nghĩa là khoản thu nhập này là khoản thu nhập mà chúng ta thường dùng từ là net đấy ạ. Đây là gì? Là thu nhập net. Vậy thì cái việc mà đề bài cho là thu nhập chưa bao gồm thuế, tức là thu nhập net, thì mình làm bài mình sẽ không làm xuôi được, mình phải làm ngược và gross up lên, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi trang tiếp những nội dung bên trong của đề nhé. Đầu tiên là tổng thu nhập tiền lương tiền công theo đúng lao động mà trước khi trừ bảo hiểm, tức là thu nhập này là có bảo hiểm nhưng lại không bao gồm thuế là 214 triệu, được chưa? Tuy nhiên trong đấy có 10 triệu là phần lương được trả tăng thêm do làm thêm giờ. Lương mà trả tăng thêm làm thêm giờ thì đã thu nhập, không chịu thuế về cá nhân, đúng không ạ? Phần này là không chịu thuế đâu, là khoảng 10 triệu. Thì trong 214 thì sẽ có 10 triệu là không chịu thuế. Tiếp theo là công ty đóng góp thay bà Hoa vào quỹ hưu trí Bảo Việt. Thường thì quỹ hưu trí Bảo Việt này là do công ty đóng hàng tháng. Nhưng nếu mà thời gian này mà cá nhân này chưa hề được nhận tiền, tiền từ quỹ gì thì mình cũng không phải đóng, không phải chỉ thuế cá nhân ở đây, đúng không ạ? Tiếp theo là khoản tiền thưởng. Tiền thưởng thì vẫn chịu như thông thường này. Ngoài ra các khoản thu nhập thì bà ấy còn có tiền thuê nhà công ty thuê cho, đúng không ạ? Là 2,6 triệu một tháng. Với đơn được đề bài mà có là lương nét, xong lại có phần tiền tiền nhà thì mình lại phải thực hiện bước quy đổi hai lần. Lần đầu để tính ra số tiền nhà thực tế, so sánh với 15% thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền nhà trước. Từ đấy tìm ra được số tiền nhà mà để tính vào thu nhập chịu thuế. Bước thứ hai thì mình mới làm thêm một lần gross up lần hai nữa để tính ra được số thuế phải nộp. Vậy thì mình phân tích qua lại thì nữa mình sẽ vào bài tập chi tiết hơn. Tiếp theo là bài có bảo hiểm bắt buộc trừ vào lương. Đây này, là 1650. Đây là thông tin về tiền lương tiền công ở đây. Ngoài ra thì bà ấy có thêm một cái khoản ở số 7 là khoản thừa kế mảnh đất ông nội. Ok, khoản thừa kế, thuê từ thừa kế, đúng không ạ? Thì thừa kế bất động sản mà từ ông nội, đúng không ạ? Là trong mối quan hệ ban đầu trực hệ. Thì vậy là khoản này sẽ là thu nhập được miễn thuế, đúng không? Vậy thì bài này cái khó nó chỉ nằm ở cái bài tiền lương tiền công theo dạng nét thôi, chứ còn cái ý về từ đấy không có gì cả, thế là cơ bản rồi. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau kiểm tra xem là cái bài này sẽ giải thích giải như thế nào nhé. Mình đi chi tiết về phần tiền lương tiền công nhé. Đầu tiên là thu nhập vượt trên, như nãy mình phân tích, thu nhập vượt trên do làm thêm giờ 10 triệu thì sẽ là không chịu thuế, đúng không ạ? Đây ạ. Và cái phần tính thuế sẽ là 214 mà trừ 10 còn 24, đúng không ạ? Tiếp theo là mình có khoản đóng góp quỹ tình nguyện thì do khoản này chưa thực nhận nên là không tính vào thu nhập trong năm, thực hiện chưa không tính vào đây. Tiền thưởng thì nó chịu thuế. Thứ hai mình sẽ có tổng khoản thu nhập được hưởng trong năm, đó là chịu thuế là 240 triệu. Từ đấy mình sẽ có thu nhập trung bình 12 tháng thì mỗi tháng sẽ khoảng là 20 triệu, đúng không ạ? Trung bình một tháng thu nhập chịu thuế trung bình một tháng là 20 triệu. Lưu ý khoản thu nhập này là thu nhập chưa bao gồm tiền nhà. Mình còn có khoản lợi tiền nhà 26 triệu tháng mình chưa đưa vào đây nữa. Giờ mình sẽ phải đi quy đổi lại cái thu nhập này để tính ra thu nhập. Vì đây là thu nhập net mà, mình phải quy đổi về gross đã, rồi mình mới so sánh với tiền nhà được. Thì mình sẽ cùng xem là các bước đi làm gross up như thế nào nhé. Sau khi mà mình tính được thu nhập trung bình cho tiền nhà rồi, đây là bước đầu tiên. Bước 1 á, mình sẽ tìm được thu nhập trung bình chưa gồm tiền nhà. Đây, tức là gọi là net mà chưa gồm tiền nhà đấy. Chưa có tiền nhà. Đấy.
sau khi tính thu nhập kêu bằng tiền nhà rồi, mình sẽ đi tìm các khoản giảm trừ. Thì bạn này có những giảm trừ gì trong một tháng ạ? Đây là bản thân 9 triệu này, đây là năm 2017 vẫn lắp được cũ, bây giờ giảm trừ 1 triệu 9 triệu một tháng này. Người phụ thuộc thì không có, bởi vì là bà mẹ thì ngoài được hưởng lao động nhưng lại có thu nhập lớn hơn 1 triệu một tháng rồi, nên là không không được giảm trừ cho mẹ. Ngoài ra có giảm trừ bảo hiểm bắt buộc hàng tháng 1,65 đúng không ạ? Và ngoài ra thì bà ấy có được quỹ hưu trí tự nguyện được nộp ở trên thì mình sẽ được tính số tiền là 1 triệu một tháng. Vậy thì tổng giảm trừ một tháng sẽ là 11,65. Thì mình sẽ có đầu tiên là mình có số tiền nét trung bình tháng chưa có tiền nhà là 20 này, mình có tổng khoản giảm trừ trong một tháng là 11,65 triệu này. Từ đấy mình sẽ đi quy đổi tính ra thu nhập dùng để quy đổi cái tính tiền nhà, thì sẽ bằng số tiền nét chưa bao gồm tiền nhà trừ cho cái số tiền được giảm trừ này, thì mình sẽ có thu nhập dùng để quy đổi khi tính tiền nhà là 8,35 triệu. Tiếp theo nhé, sau đấy mình sẽ dùng công thức quy đổi theo cái bảng là quy đổi thu nhập từ tháng 4 mùng 1 tháng sau. Với cái thu nhập hồi nãy là 8,25 triệu thì nó nằm trong cái khoảng 2 này, và mình sẽ có công thức là lấy thu nhập quy đổi này trừ 0,25 triệu chia cho 0,9 đúng không ạ? Mình chỉ làm theo cái công thức này thôi. Đi thi thì hơi khó khăn cho mọi người là phải nhớ hết các bảng này để không được gặp bài tập nhất thì để có kiến thức để quy đổi được. Cái này thì khá là khó, nhưng mà nếu mà mọi người làm thì khó làm quen và nhớ được những cái nếu được cái bảng mà trên là bảng quy đổi xuôi rồi thì cái bảng dưới nó sẽ dễ nhớ hơn. Rồi em mình sẽ áp dụng công thức hàm số 2 này nhé. Đây, từ công thức số 2 thì mình sẽ plot sắp đây là thu nhập sau quy đổi tính tiền nhà, đấy là thu nhập tính thuế. Đây chính là thu nhập tính thuế chưa bao gồm tiền nhà. Đây coi là bước cross sắp lần 1 đấy. Mình sẽ có hai bước cross sắp mà. Đây là bước cross sắp 1. Em sẽ bước cross sắp 1. Và từ khi tính ra thu nhập tính thuế chưa bao gồm tiền nhà rồi thì mình sẽ có thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền nhà đúng không ạ? Đây, thu nhập chịu thuế sẽ bằng thu nhập tính thuế cộng với giảm trừ. Thì sẽ lấy là thu nhập tính thuế chưa bao gồm tiền nhà này 9 triệu này cộng với giảm trừ là 11,65 này, sẽ ra 20,65, đó là thu nhập chịu thuế chưa bao gồm tiền nhà. Khi mình có thu nhập chịu thuế chưa gồm tiền nhà rồi thì mình sẽ so sánh 15% thu nhập chịu thuế chưa gồm tiền nhà này với số tiền thuế thực tế hàng tháng, và 15% là sẽ là bằng 3 triệu, hơn 3 triệu mà tiền nhà thực tế lại là 2,6 triệu đúng không ạ? Thì tiền nhà tính vào thu nhập chịu thuế hàng tháng sẽ là 2,6 triệu, là lấy cái số nhỏ hơn, nhỏ hơn giữa hai số. Rồi, mình đã tìm ra được cái tiền nhà thực tế để tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công rồi. Thì từ đó thì mình sẽ xác định, mình sẽ làm bước cross sắp lần hai. Mình sẽ đi tìm thu nhập chịu thuế đã bao gồm tiền nhà. Mà để đi tìm được thu nhập chịu thuế đã bao gồm tiền nhà thì trước hết lại đi tìm thu nhập từ để quy đổi đã đúng không ạ? Thu nhập để quy đổi thu nhập tính thuế sẽ là bằng 8,35, là bằng đúng cái số mà thu nhập quy đổi ban đầu nhé, cộng với thêm tiền nhà vào, mình sẽ gồm thêm cái tiền nhà vào đây thôi thì sẽ có 10,95. Từ đó lại dùng công thức cross sắp lần hai này, đây là bước cross sắp lần hai, mình sẽ ra cái đây là thu nhập tính thuế đã bao gồm tiền nhà, đây là bước cross sắp lần hai. Sau khi đã có thu nhập tính thuế rồi thì mình làm sao? Mình chỉ cần tính thuế thu nhập cá nhân theo công thức là theo công thức cụ thể thu nhập cá nhân, công thức xuôi thông thường thôi. Thì với cái khoản này là 12 triệu một tháng thì mình sẽ có là nhân với 15% và trừ 0,75 thì ra số thuế sẽ phải nộp là 1,05, và từ đó nhân nghĩa vụ thuế 12 tháng lên thì là 12,6. Thì còn về phía thu nhập từ bất động sản thì như là nãy lần nãy mình đã phân tích thì nó là thu nhập nhận được từ ông nội trong một quan hệ được miễn được làm trong thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân nên sẽ không phải tính vào đây. Vậy thì nhìn lại thì bài tập này nó chỉ khó ở điểm đó là thu nhập này là thu nhập nét, tức là thu nhập đã chưa bao gồm thuế cá nhân. Vì vậy cái việc mọi người làm, mọi người phải thực hiện quy đổi đến hai lần. Quy đổi lần một để xác định ra tiền nhà tính vào thu nhập chịu thuế người đen, và quy đổi từ lần hai là lúc đấy quy đổi để tìm ra thu nhập tính thuế để tính ra thuế. Thì mọi người với cái bài tập mà đã nét là thì ngoài mọi người chỉ cần nhớ được cái các bước thực hiện thì bọn sẽ làm được, chứ nó thực sự nó không không quá khó, chỉ cần nhớ cái các bước và thực hiện bước nào sau đấy mình nhớ được cái bảng bảng quy đổi thu nhập thì mình sẽ
làm ra bài tập này. Mình nghĩ với bài tập như này sẽ hay gây nhầm lẫn cho mọi người, nên mọi người sẽ cố gắng luyện tập nhiều lần thì nó sẽ tạo thành cái thói quen và nhớ được các bước làm bài chính xác. Ok, mong những rằng những chia sẻ hôm nay của mình đã giúp ích cho các bạn hiểu hơn về cái bài tập từ lương nét thì tính ra thời khởi thức cá nhân của một cá nhân cư trú. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo của Bonapass. Chúc các bạn ôn thi vui vẻ và hiệu quả. Xin cảm ơn.